Hôm nay là ngày đầu tiên cả nước thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng E5. Ghi nhận của phóng viên tại hai địa phương lớn trên cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang có mặt tại cây xăng số 1 Trần Quang Khải, một trong những cửa hàng xăng dầu có lượng khách hàng lớn tại Hà Nội. Ghi nhận ở thời điểm hiện tại thì hôm nay là ngày thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng E5. Tuy nhiên là người dân đã đón nhận và sử dụng loại xăng sinh học mới này như một thói quen. Cái xăng E92 và cái xăng mới bây giờ thì chất lượng nó như nhau mà mình chạy cảm giác nó không có gì thay đổi cả. Cảm giác là xe nó vẫn đi bình thường, nó không có vấn đề gì ạ. Vâng. Môi trường xanh thì nó tạo ra một cái môi trường mới cho mình thôi, nó khác cái xăng pha trì hồi xưa mình. Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, hai đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn nhất cả nước là Petrolimex và BV Oil với hơn 2.500 cửa hàng trên toàn quốc cũng đã thay thế hoàn toàn xăng khoáng A92 bằng xăng E5. Đến giờ phút này thì người dân cũng hoàn toàn là ủng hộ sử dụng cái xăng E5. Bọn tôi chưa gặp một cái phàn nàn gì của khách hàng về phản ánh về cái xăng E5 cũng như là phản ứng về cái không sử dụng xăng E5 này, mà hoàn toàn là khách hàng rất là ủng hộ. Diện tích 500.000 ha trồng sắn đã được quy hoạch để cung cấp nhiên liệu sản xuất ethanol. Có 4 nhà máy đi vào hoạt động đáp ứng được khoảng 40.000 mét khối E100 một tháng, đảm bảo đủ nguyên liệu ethanol để phối trộn cho xăng E5. Sự chuyển đổi sang xăng E5 lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường cũng như thực hiện các cam kết của chính phủ khi tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu COP21 và giảm thiểu khí thải ra môi trường. Hiện nay vẫn còn nhiều người thắc mắc là liệu xăng E5 có an toàn và đảm bảo không gây tác động xấu tới động cơ xe hay không. Để giải tỏa mối lo ngại này của người tiêu dùng thì chúng ta hãy cùng xem xăng E5 có thành phần như thế nào và các chuyên gia đánh giá như thế nào về xăng E5. Xăng E5 có thành phần chính là 5% hàm lượng ethanol hay còn gọi là cồn, phối trộn với 95% xăng khoáng RON 92. Xăng E5 được nghiên cứu và chứng minh là loại nhiên liệu hoàn toàn phù hợp khi sử dụng với các loại động cơ hiện tại. Bởi xăng E5 có chỉ số octan cao hơn xăng khoáng RON 92, nhờ đó làm tăng hiệu suất của động cơ và giảm lượng khí thải. Xăng E5 cũng không gây hại cho động cơ và khi sử dụng chung các loại xăng với nhau. Xăng E5 là hoàn toàn là sử dụng an toàn trên các cái phương tiện ô tô, xe máy đang lưu hành ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đã thực hiện những cái nghiên cứu đánh giá về cái ảnh hưởng của các xăng E5 so với xăng khoáng, thì bên cạnh cái việc là cải thiện được tính năng kỹ thuật của động cơ cũng như là cải thiện được về chất lượng khí thải, thì xăng E5 thì cũng hoàn toàn là tương đương như là tác động của xăng khoáng khi mà sử dụng ở trên phương tiện. Cho đến bây giờ mà còn có người hỏi là liệu chạy cái xăng này nó có hại đến máy móc hay không, xe cộ hay không. Trong khi đấy thì các nước đã sử dụng mấy chục năm và có nhiều nước đã sử dụng 100%. Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng xăng E10 như là Pháp hay là Mỹ. Thậm chí có quốc gia đã thử nghiệm bán xăng E85 như là Thụy Điển hay là Đức. Còn về xăng E5 tại Việt Nam, hiện Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính đưa ra chính sách về thuế và phí với xăng sinh học nhằm tạo chênh lệch giá hợp lý, đủ khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5. Đây cũng là lựa chọn ưu tiên đảm bảo an ninh năng lượng cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam.